Mỡ máu cao là tình trạng cholesterol hoặc triglyceride trong máu vượt ngưỡng, ảnh hưởng xấu đến tim mạch và có thể gây ra các bệnh nguy hiểm như sơ vữa động mạch, tai biến, nhồi máu cơ tim. Ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống, một số loại đồ uống có thể hỗ trợ, giảm mỡ máu tự nhiên. 1. Trà xanh Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là kết trình, có khả năng giảm hấp thu cholesterol trong ruột, từ đó giúp giảm mức cholesterol xấu. LDL trong máu. Uống trà xanh thường xuyên còn hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. 2. Nước gừng chanh. Uống một cốc nước ấm pha với nước chanh và một thìa cà phê nước gừng vào buổi sáng khi bụng đói hỗ trợ kiểm soát mức cholesterol trong cơ thể. Điều này là nhờ gừng có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm, giúp duy trì chỉ số cholesterol ổn định. 3. Nước ép cà chua. Uống một ly nước ép cà chua vào buổi sáng cung cấp nước, giúp người bệnh mỡ máu cao khởi đầu ngày mới nhiều năng lượng. Cà chua chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin, kali và chất xơ. Trong đó, chất điển hình là lycopene có thể cải thiện nồng độ lipid, giảm cholesterol xấu LDL. 4. Nước ép lựu. Lựu chứa nhiều polyphenol, chất có khả năng chống viêm và cải thiện sức khỏe tim mạch. Nước ép lựu giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol LDL, từ đó giảm nguy cơ hình thành các mảng sơ vữa trong động mạch. 5. Nước ép củ dền Đây là loại nước ép rau củ chứa lượng chất dinh dưỡng, dồi dào như chất xơ, folate manga, kali, sắt và vitamin C. Hàm lượng nitrat cao trong nước ép củ dền đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức cholesterol xấu. Thức uống này còn có lợi cho người muốn kiểm soát huyết áp cao nhờ tăng lưu thông máu. Chúc ba con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.